Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Đà Nẵng với các sở ngành, quận huyện. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Ngành Y tế Đà Nẵng nhận định số ca mắc mới trong hôm nay liên quan đến 13 chuỗi lây nhiễm, trong đó có 8 chuỗi nguy cơ cao. Trong ngày đã xét nghiệm hơn 12.500 lượt người. Đến nay tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 hơn 516.000 người trên 18 tuổi, chiếm 60%. Trong 2 ngày qua đã có 27 trường hợp ra viện, hiện đang điều trị cho 285 ca F1. Hiện đang điều trị cho 285 ca F0, trong đó có 239 trường hợp không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Hiện toàn thành phố có 74 điểm phong tỏa cứng, 19 cơ sở cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly 1.132 người. Đề nghị các địa phương mạnh dạn đánh giá cấp độ dịch để có những biện pháp phù hợp, đưa ra các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh sự chia sẻ với các địa phương trong tình hình này, đồng thời nhận định người dân đã có dấu hiệu chủ quan. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu địa phương các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài ra, các hàng quán trên địa bàn quét mã QR code rất ít, điều này gây khó khăn trong truy vết. Đề nghị Sở Thông tin Truyền thông thông tin cho địa phương về việc kiểm tra các hàng quán này để có hướng xử lý kịp thời. Đề nghị các địa phương ấy, thì các đồng chí cũng tích cực trong cái triển khai các cái chỉ đạo của Ủy ban thành phố trước đây, và tôi nghĩ rằng là phải xử lý mạnh, phạt mạnh những cái đối tượng, những người mà không nghiêm túc thực hiện các cái biện pháp của chúng ta. Mình không mong muốn là lấy cái sự phạt ra là một giải pháp. Tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta không làm thì nhân dân người ta rất là chủ quan. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá tổ COVID cộng đồng để kiện toàn và phát huy hơn nữa vai trò của các tổ này, yêu cầu ngành y tế và địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân.